măng có quanh năm, nhưng mỗi mùa lại có một loại măng khác nhau. Hàng năm cứ đến tháng 2, tháng 3 có một loại măng mọc rộ, đó là măng vầu. Đây chính là một loại măng phổ biến và được cho là ngon nhất so với các loại măng khác. Nếu như mưa xuân càng nhiều thì măng càng phát triển và cho chất lượng tốt hơn. Chị Hạnh này, mình còn đi khoảng bao nhiêu xa thì sẽ đến rừng măng ạ? Đi tầm khoảng tầm 30 phút là đến rừng vầu, đi cũng không xa mấy đâu. Nhưng mà phải lên một con dốc cũng khá là cao. Ở đây thì mọi người đa số người ta hái để ăn hay là hái để bán ạ? Ở đây có rất nhiều rừng vầu. Rừng vầu là để dân để tìm ăn thôi. Sau một hồi đi bộ, chúng tôi đã đến được rừng vầu. Theo chị Hạnh, việc tìm kiếm măng mùa này cũng không còn khó như đầu mùa. Măng đã mọc khá cao. Tuy nhiên, do khu rừng này đất ẩm nên thời gian cho thu hoạch măng khá lâu. Muốn ăn măng ngọt không bị đắng thì phải tìm những cái măng chưa mọc hoặc sắp nhú khỏi mặt đất. Chị Hạnh này, cái rừng vầu này thì ai cũng có thể vào đây lấy măng được ạ? Đây là một, đây rừng vầu này là của một hộ trong bản. Ai đến tìm cũng được, chủ yếu bây giờ mình tìm về ăn, hộ nào cũng có thể đào được. Khi mà vào đầu vụ ấy, thì khi mà măng mà nó chưa mọc thì làm sao mình có thể tìm được măng để đào chị Hạnh? Đầu vụ mới bắt đầu có măng là phải cào, cào đất lên xem chỗ nẻ ra, nứt ra thì mình đào theo vết nứt rồi đào theo rễ nó vào gốc. Đây đất rất là tơi. Ta sẽ tiếp tục đào cái củ này. Rất là to luôn. Đây. Xuống hẳn đây, xuống hẳn đây. Xuống bước hẳn. Quay sang đây. Nhà đường đấy đầy đi. Măng của trong này toàn măng được. Đâu toàn đấy cho vào rừng. Chị Hạnh ơi, khi mà tìm măng ở trong rừng này mình có hay gặp những cái nguy hiểm gì không? Đi vào rừng tìm măng này cũng mình đi này vào chỗ rừng tối này chỉ sợ rắn vây vắt thôi. Cũng rắn cũng sợ nguy hiểm đấy. Và trời mưa thì hay sợ ngã. Lúc đi mà hay gặp trời mưa này vì ướt, nhưng mà đi quen cũng chả ốm đâu. Thế làm thế nào để mình chọn được những cái quả măng ngon ạ? Măng ngon thì mình đào nó còn ở dưới mặt đất ấy. Nó còn ở dưới lòng đất ấy, là quả nào mà nó to, mập, vàng là quả đấy là măng ngon. Còn cái mà nó mọc qua khỏi mặt đất rồi là ăn nó hơi đắng. Để tìm được một cái măng cũng khá là vất vả chứ không phải là dễ đúng không ạ? Nhưng mà tìm được rồi, khi mà đào được lên thì phải giữ được cái măng mà nó không bị gãy cũng phải rất là khéo léo. Chị Hạnh ơi, thường thì cái măng thì mình có thể tận dụng để làm được những cái món gì nhiều ạ? Cái măng này là mình, măng thấp thì mình có thể xào. Còn măng này mình có thể tận dụng cái lá của nó về làm măng nhồi. Làm được những cái măng này cũng không phải là dễ dàng, cũng phải có sức khỏe. Bởi vì sau khi leo một cái đoạn đường khẩy đào ở dưới mặt đất như thế này, khi mà đã dùng cuốc để đào xung quanh rồi thì muốn lấy tận lấy gốc thì phải dùng những cái thuồng như thế này để nó có thể lên lỏi vào tận đây và sẽ lấy được cái măng này ra. Thường thì mình đi đào măng như này thì mình phải đào như thế nào để cái vụ tiếp theo của năm sau thì măng vẫn mọc mà nó không bị cạn kiệt đi ạ? Khi mà mình đào măng thì có như là mình đào thấy khoảng tầm 2-3 củ thì mình chỉ lấy một củ thôi, còn để 2 củ thì để nó lên thành cây vào để năm sau mình đào tiếp. Và mình khi mình đào mình không nên đào đứt rễ của cây vầu. Nếu mà đào đứt rễ của cây vầu thì sẽ năm sau nó sẽ không còn măng nữa. Đi hẳn rồi. Với cách làm này, sau mỗi vụ thu hoạch vẫn có những cây măng còn giữ lại phát triển thành cây vầu và những vụ tiếp theo lại tiếp tục cho thu hoạch mà không bị cạn kiệt. Cứ như thế, những rừng vầu vẫn phát triển tốt từ năm này qua năm khác và người dân cứ đến vụ măng lại được thu hoạch sản vật tự nhiên của rừng.
Kính thưa quý vị khán giả, tôi có một buổi đi hái măng rừng rất là thú vị. Đây là cái sản phẩm mà chúng tôi đã đi một buổi. Măng rất là đẹp và rất là ngon. Thế thì chúng ta mới có thể biết được là để có được những cái củ măng ngon mà bày bán ở các chợ thì người nông dân cũng phải rất là vất vả, đổ nhiều mồ hôi công sức mới có thể đem được những củ măng tươi ngon đến với người tiêu dùng. Đến đây thì chương trình trải nghiệm văn hóa của chúng tôi cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.